vị, Whatever và Tuyền Mập xin đón chào mọi người đang đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Ngôi Sao Tình Yêu. Chương trình Ngôi Sao Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bộ đôi người mụn Venetian Acne nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa, da láng mịn của Sâm Phát Ma. Đói quá. Chặt chém tôi hay gì? Biết tôi bữa nay mặc đồ kim cương, kim sa, xương sáo lộ. Tôi có mắt già mắt ơ chứ. Nhưng mà rõ ràng, Tuyền Mập và Hà Rapper cũng đang rất muốn lộng lẫy ngày hôm nay. Dạ. Để chào đón một chàng nam thần. Đến đây để tìm xem ai trong số 5 mảnh ghép của Ngôi Sao Tình Yêu sẽ phù hợp với anh ấy nhất. Và xin mời mọi người hãy chào đón Adam Thái. Xin chào các khán giả của chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Mình tên là Adam Thái, năm nay mình 33 tuổi. Hiện tại mình đang làm giám đốc sáng tạo cho công ty truyền thông. Adam đã trải qua được 2 mối tình, được gọi là sâu đậm một chút. 2 mối tình này có điểm đặc biệt là những người phụ nữ này thường lớn tuổi hơn. Những lúc rảnh rỗi mình thường nghe nhạc, suy nghĩ về những kịch bản để mình quay những cái phim ngắn. Nếu được nói về bản thân mình thì đó là chân thành và sáng tạo. Nếu sắp tới là một mối tình lớn tuổi hơn thì chắc đó là duyên số. Tại tình cảm thì không đoán trước được và không có một cái quy chuẩn nào cả. Điều mà một bạn nữ khiến cho Adam cảm thấy thích thú đó chính là chân thành cũng như là nhân hậu. Adam rất tin vào một tình yêu sét đánh. Những người mà cảm thấy có duyên nợ với nhau đôi khi chỉ là một ánh mắt là đã cảm thấy rất là gần gũi nhau. Anh vừa giới thiệu mình là giám đốc sáng tạo. Anh hoạt động nghề được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình hoạt động nghề từ năm 2009. Khi đó là bắt đầu tham gia vào trường sân khấu điện ảnh. Tham gia từ công việc diễn viên, sau đó là nhiếp ảnh, rồi thiết kế, chụp hình, dựng phim, quay phim, dựng phim. Nói chung là tất cả các khâu mình làm hết. Quá giỏi, rất là đa năng. Công việc ổn định chưa? Công việc thì hiện tại thì cũng đang dần đi vào ổn định. Đang cũng có ý định là muốn xây dựng một cái nơi gọi là chỗ dừng chân cho mình. Đàn ông chúng ta mà tâm sự ngoài 30 ai cũng vậy thôi. Rất mong muốn sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Và quan trọng là nửa còn lại phải thật là phù hợp với mình. Ngày hôm nay sẽ là một cơ hội đặc biệt dành cho Adam Thái. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu. Hãy đến với ngôi sao tình yêu. Đây chính là vóc dáng của năm quý cô. Đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. Trong năm cánh sao này thì chắc chắn sẽ có một sự lựa chọn của bạn. Chúng ta không biết là có tiến xa hơn hay không. Nhưng ngày hôm nay hãy cố gắng cởi mở hơn nữa. Về công việc, bạn có những thành tích gì hay không? Có thể chia sẻ với các người đẹp được biết không ạ? Năm vừa rồi mình có lấn sân qua lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp. Thì cũng giành một số thành tích như là được danh hiệu bàn tay vàng vì sắc đẹp cộng đồng. Làm giám khảo cho các cuộc thi thẩm mỹ làm đẹp ở Việt Nam. Rồi được giải đồng tại cuộc thi về làm đẹp của bên Hàn Quốc. Và năm nay, năm 2019, anh sẽ có một cái giải là làm đẹp cho Tuyền Mập. Mập ơi, em đẹp sẵn rồi. Cái này khó nha. Như vậy là các người đẹp chúng ta dường như là cũng đang khấp khởi, vui mừng trong bụng. Bởi vì đây là một chuyên gia làm đẹp, biết nâng tầm và nâng giá trị cho các người đẹp rất nhiều. Nhưng mà còn về cái giá trị làm đẹp đó là mình chuyên về thẩm mỹ hay tóc tai hay là mỹ phẩm như nào? Là mình chuyên về điêu khắc và phun xăm, mài mí và môi. Còn về tình trường thì sao ạ? Nó giống như một lời nguyền vậy đó. Có cảm giác như là những cái phim mà phim cổ của Ấn Độ hay là Hy Lạp. Thường là những lời nguyền là mình giống như kiểu là mình bị cô đơn, cô độc suốt cuộc đời vậy. Khó có thể tìm được một người lắm. Ngày hôm nay đến đây với hy vọng là có một phép màu xuất hiện. Xóa bỏ cái lời nguyền đó luôn. Đúng. Hy vọng là như vậy. Những người yêu cũ của bạn là nhỏ tuổi hơn, bằng tuổi hay lớn tuổi hơn ạ? Thường những người yêu trước đây á, lớn tuổi hơn. Lớn hơn mà lớn nhiều nữa. Lớn hơn mà lớn nhiều nữa. Cái gu đậm đà. Thậm chí là 3, 6, 9 tuổi. Cách nhau 3, gần một con 6, giáp. Gần một con giáp luôn. Đó là duyên số đúng không ạ? Chứ mình cũng không là suy nghĩ là mình lại mình như vậy. Bất chợt lắm, tình cờ quen nhau rồi mình cảm giác người ta thật lòng với mình. Thì mình đến với thằng. Đó là cái duyên ngày xưa. Coi cái duyên ngày nay với Ngôi Sao Tình Yêu như thế nào nào. Và bây giờ trong bóng tối hãy lắng nghe và ngắm nhìn vóc dáng của mỗi cô gái ở vị trí của họ. Ở vị trí cao nhất đó chính là Đinh Trần Thảo Vy.
Chào bạn. Em chào anh MC dễ thương và chào anh. Ôi, bạn mặc một cái sore rất là dễ thương và vóc dáng rất là mảnh khảnh, rất là duyên dáng. Thảo Vy ơi, năm nay bạn được bao nhiêu cái xuân xanh và đang công tác ở đâu ạ? Dạ năm nay em 27 cái xuân xanh rồi. 27 rồi. Và đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em đang là người mẫu ảnh tự do. Wow, là một nghệ sĩ, là một người mẫu ảnh nữa. Chuyên về cái đẹp nha. Còn anh thì chuyên về nhiếp ảnh. Đó, để anh, để anh. Và sở thích của bạn hàng ngày là gì? Em thích đi chụp hình và mua sắm cái kiểu mà phối cái đồ cho nó nhìn nó thời trang một tí. Và lời nói dành tặng cho anh Adam Thái một cách thật là lãng mạn là lời nói nào đây? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì em cũng mong là nếu như chúng ta không thành đôi thì cũng có thể là tìm hiểu nhau ở ngoài. cho trong một cơ hội. Dạ. Rồi, tạm biệt Thảo Vy nhé. Dạ. Và đến với cô gái ô thứ hai, đó là bạn Phan Thị Thanh Nguyên. Chào Nguyên. Xin chào mọi người, xin chào hai anh chị MC và xin chào anh Phước Thiện ạ. Em tên là Phan Thị Thanh Nguyên, em đến từ thành phố Huế ạ. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại công ty Game Media Asia. Bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em 23 tuổi ạ. Tò mò quá, bởi vì qua vóc dáng này tôi đoán là bạn này cực kỳ xinh xắn đây. Sở thích hàng ngày của bạn là gì? Sở thích của em là nghe nhạc, xem phim, viết tiểu thuyết, hát hò và làm việc. Rất là lãng mạn rồi chăm chỉ nữa. Có chiều sâu lắm luôn, viết tiểu thuyết đó anh. Còn việc nhà, việc nội trợ thì sao? Dạ em cũng có thể nấu ăn, thời gian rảnh thì em chăm chút nhà cửa. Vậy là cũng có ý thức để chăm lo, chăm chút cho gia đình. Và bây giờ sẽ là một lời nói thiệt là lãng mạn, ngôn tình gì đó. Để coi bạn có đánh gục được anh chàng Adam Thái ngay phút giây này hay không nhé. Anh ơi, anh còn người yêu chưa? Chưa có thì tụi mình yêu nhau hí. Trời ơi, giọng Huế kìa. Wow, lâu lắm rồi mới được nghe giọng Huế thuần Huế nha. Anh ơi, anh có người yêu chưa? Nếu mà chưa có người yêu thì mình yêu nhau hì. Mình yêu nhau hì. Hì, cho nghe cái hì. Thương quá hì. Con ca, gì đâu đúng không? Trời ơi, ước gì mình đứng ngay chỗ anh Adam he he liền. Và bây giờ chúng ta hãy đến với vị trí số 3. Có một vóc dáng, nó lạ lạ, nó ngộ ngộ. Wow, xin chào bạn Hoàng Ngân. Xin chào toàn thể mọi người, mình tên là Hoàng Ngân. À, mà anh ơi, nghe nói anh đẹp tự nhiên không có sữa hả? Nghe nói gái Sài Gòn không có cửa hả? Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa hả? Nghe nói trai Sài Gòn không có cửa hả? Nhưng mà yên tâm đi, em đến từ Cần Thơ. Wow. À, mà cho em hỏi là anh Adam Thái ơi, anh có quan trọng tuổi tác không? Anh có quan trọng ngoại hình không? Anh có quan trọng nghề nghiệp không? Đi nghe em thì không quan trọng mấy chuyện đó, quan trọng là chồng hay là người yêu của em trai thẳng là được. Thẳng là được. Mà đến đây thì có lẽ là em sẽ gửi anh một câu hát. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để cho nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây. Chẳng đâu xa rồi. Từ thích cô số 3 rồi nghe. Cần đổi quá. Ngân à, em đặc biệt ấn tượng từ vóc dáng ngoài. Em tưởng thằng lằn hết cơ. Em cố tình làm như vậy cho mình đặc biệt hơn đúng không nào? Và em cũng khá là lo cho cái chương trình sau. Bởi vì sao? Ở đây mình có 5 cái ô mà sợ cái ô này bị lủng rồi. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn gái ô số 4, đó là bạn Hoàng Lan. Chào Hoàng Lan. Lời đầu tiên em xin chào hai MC dễ thương và chào anh Adam Thái ạ. Nghe giọng này là đoán xem cô ấy chắc hiền lắm nè. Mà dễ em thương. Nghĩ là cô ấy còn rất là nhỏ tuổi. Mà chắc là quê miền Tây đúng không cực? Dạ không ạ, em đến từ miền Đông. Miền Đông hả? Dạ. Nó cũng gần gần thôi. Thì bên xe miền Đông, bên xe miền Tây cũng gần gần thôi. Tỉnh nào ạ? Dạ em ở Bình Phước ạ. Và hiện tại thì công việc của bạn đang công tác là ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Bình Phước? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Nhưng ngoài giờ làm thì sở thích của em đó chính là thích đi phượt. Thì em thấy anh Adam có một chút gì đó rất là phong trần. Thì không biết anh Adam Phái có thích đi phượt không ạ? Cũng có. Năm đi phượt không lần. Tại vì chưa có thời gian á. Cũng muốn có một người để cùng đi phượt nhưng mà chưa có ai hả?
Dạ đúng rồi, thì một năm em cũng đi phượt có một lần thôi, tại vì em là nhân viên văn phòng. Nếu mình đến được với nhau á thì một năm mình có thể dành cho nhau một chuyến đi phượt. Nếu mà không được đến với nhau thì mình có thể làm bạn. Trời ơi, tôi thích cái giọng nói của bạn này quá à. Lan ơi, giọng nói em dễ thương lắm luôn á. Mà cho anh hỏi cái vô duyên cái là em đi phượt với ai vậy cưng? Dạ thường thường thì em có thể đi phượt chung với các bạn, phượt theo từng nhóm, còn không thì có thể là em đi một mình. À, như vậy là không phải phượt với người yêu đúng không? Dạ. Và không biết là có món quà tinh thần nào muốn dành tặng cho ảnh không? Đến đây thì em có một món quà nho nhỏ. Sở thích của em đó là hát và nhảy. Em mặc cái này thì em sẽ nhảy một đoạn nhảy ngắn mà em tự tập. Để gửi tặng đến anh Adam Thái. Cảm ơn em. Quá dữ luôn. Ây cha 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 cha. Hey. Wow, cái này em làm được nha. Cảm ơn Hoàng Lan rất nhiều, rất là đáng yêu và dễ thương. Tôi biết là chắc chắn bây giờ chắc là bạn cũng hơi mệt chút xíu, nhưng mà tận dụng nè, cái này mới là cái chân thật nè. Trong cái mệt đó, bạn muốn gửi gắm lời nói nào thật là tình cảm đến anh Adam Thái không? Không biết em có nghe bài hát Tâm sự tuổi 30 chưa ạ? Có. Thì em mong mà em sẽ là cô gái trong bài hát đó. Rồi mong một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười, em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Cảm ơn Hoàng Lan rất nhiều, một tràng pháo tay dành cho Hoàng Lan à. Tạm biệt bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ở vị trí số 5, và đó chính là Phan Mỹ Phương. Chào Mỹ Phương. Chào tất cả quý khán giả, hai MC, và đặc biệt dành riêng cho chàng trai mà bấy lâu nay Mỹ Phương từng rất rất là ham muốn được có một mảnh đời giáp dài, đó là Adam Thái. Thì lần đầu tiên thì Phương cũng mới biết Thái thôi, nhưng mà Phương cũng ngỏ lời lên như vậy. Mình nghĩ là ông bà ta nói là phụ nữ là phận đàn bà, hơn 53 tuổi chính là đàn em. Thì một khi mình bất chấp sự yêu đương nó rất là mạnh thì mình có thể đến với nhau được không ạ? Đó. Một người phụ nữ có trải nghiệm nè, nghe giọng nói là mình có thể mường tượng là cái bề dày kinh nghiệm tình yêu cuộc sống của Mỹ Phương như thế nào rồi. Mỹ Phương cũng một lần đổ gãy. Dạ. Và sau lần đổ gãy đó thì cũng cô đơn và độc thân cũng 20 năm rồi. Đến bây giờ thì trong tay Mỹ Phương quá đầy đủ rồi. Nhà lầu, xe hơi, vật chất, có một cái spa và chăm sóc sắc đẹp. Và ngoài ra là mình cũng kinh doanh, nhưng mà vẫn khao khát một tình yêu chân thật đó các bạn. Yeah. Dường như là cái duyên tiền định ngày xưa bắt đầu mấp mé quay lại rồi. Rất là cảm kích với những lời chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Phương. Và chị Mỹ Phương ơi, có món quà tinh thần nào dành tặng cho Adam Thái không ạ? Mỹ Phương cũng gửi đến cho khán giả và cho Thái một nhạc phẩm được mang tên Duyên Số Cầm Ca. Một nửa của tôi nay đã rời xa, một nửa của anh vẫn hoài chờ mong. Một nửa ngày xưa tôi mãi chưa quên, một nửa ngày nay anh đã đánh rơi. Wow. Những lời nhắn nhủ anh ơi, nổi hết da gà luôn này. Dạ. Trời ơi, tình cảm quá. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Ngôi Sao Tình Yêu, và bây giờ sẽ là phần lộ diện năm cô gái, năm màu sắc khác nhau. Và bây giờ xin mời Ngôi Sao Tình Yêu hãy bắt đầu vòng xoay may mắn của mình. Ai đây? Quý cô nào sẽ là người có may mắn lộ diện đầu tiên đây? Và vòng xoay của Ngôi Sao Tình Yêu sẽ dừng lại ở vị trí của quý cô. Như vậy quý cô ở vị trí thứ 5. Xin chào chị Mỹ Phương.
ôi rất là xinh đẹp, quý phái. Mình xin chào khán nhà, xin chào khán giả, xin chào Adam Thái. Sau những năm tháng cô đơn, nhờ chương trình thì mình mạnh dạn mình bước vào tình yêu. Mình nghĩ chắc là hả, duyên số của tụi mình thì mình sẽ là giữ cái hạnh phúc đó, mình bắt lấy hạnh phúc đó, không để nó vụt nữa. Yeah. Phụ nữ có trải nghiệm chia sẻ có khác. Chậm rãi, mộc mạc, chân phương. Chị Phương nè, như Adam Thái có cái duyên số là hay kết duyên với những người lớn tuổi hơn. Còn với chị thì sao? Ngày xưa thì bằng tuổi. Dạ, Adam Thái, chị biết được thông tin rằng anh ấy là một chàng trai có khá nhiều kinh nghiệm trong việc là yêu những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Chị cảm nhận như thế nào về điều đó? Thì cái đó thì mình càng hạnh phúc hơn nữa nếu mà được tình yêu của Adam Thái dành cho mình. Adam, tôi thấy là bạn hơi lúng túng khi mà điểm sáng dừng ở vị trí số 5. Cái cảm xúc ngày xưa nó ùa về hay sao ạ? Trong tất cả năm ô á, thì có lẽ ô số 5 là ô mà khó nói chuyện nhất. Khi mà vòng quay bắt đầu thì lúc đó cứ trông chờ những ô kia. Tại ô số 5 mình không biết nói cái gì bây giờ. Thường là những người quen trước đây á, người ta sẽ trải đời nhiều hơn. Đôi khi những cái điều mình không cần phải nói ra, nhưng người ta cũng hiểu. Mình cần cái điều đó hơn là những cái điều giống như những cái cuộc sống vui chơi. Nghe chị chia sẻ thì mình cảm thấy là nó đồng cảm một cái phần nào đó về cái hoàn cảnh. Nên mình cảm thấy bối rối, không biết nói như thế nào. Cảm ơn Adam. Thì có gì đâu mà bối rối. 26 còn yêu được 62 kìa. 26 còn yêu được 62 kìa. Mình chênh lệch nhau thì có nhầm cái gì đâu. Dạ đương nhiên. Mình thích, mình đến, mình vui là được rồi. Đúng vậy. Đó đúng. Tình yêu là phải hạnh phúc, phải vui tươi. Và Adam thật sự bối rối bởi vì dường như đã chạm một nhịp nào đó để đồng cảm được với nhau. Đó chính là sự bối rối. Hai MC nhà em thì sống hơi thực tế một tí. Thì không biết là cái khối lượng gia tài, tài sản của mình được bao nhiêu rồi chị Hen? Mình cũng tạo dựng ra được một cái spa với là mình cũng làm chủ được một thương trường. Dạ, một cái spa, một cái phim trường hả chị? Dạ, mấy cái nhà chị? Một căn nhà cho con với là căn biệt thự mình ở thôi. Biệt thự mình ở. Dạ, chị ơi. Chị ơi! Chị! Biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không chị? Dạ, quận mấy chị ha? Dạ, quận 7 á. Trời ơi, khu đất đắt đỏ! Chị ơi, em hỏi cái này nhẹ chút nha. Mỗi lần mà chị đi làm từ spa của mình về tới biệt thự đó chị, mình di chuyển bằng phương tiện gì vậy chị? Xe hơi thì kêu lính nó chở đi thôi. Kêu lính chở! Và bây giờ, xin mời tất cả các khán giả chúng ta cùng nhau đặc biệt danh cho chị Mỹ Phương nào. Và Adam Thái, bạn cũng sẽ đặc biệt danh cho chị Mỹ Phương. Xin mời. Và bây giờ với chị Mỹ Phương thì không biết là Adam Thái sẽ đặc biệt danh nào qua góc nhìn của chính anh cho chị ấy đây. Ngôi sao tình yêu. Và cái tên đầu tiên là Đại gia xinh đẹp. Một cái tên đã nói lên tất cả, không phải giải thích nhiều. Chính xác, đại gia xinh đẹp là chị đó chị Phương à. Và bây giờ sẽ là biệt danh thứ hai. Trời ơi, hơn cả một cái nickname là một lời khuyên. Bến đổ là đây. Trời ơi, đổ mà đổ ô tô, xe hơi, phải dạng dừa đâu. Chị nghĩ sao về cái biệt danh này ạ? Bến đổ là đây. Chị nghĩ sao? Chị nghĩ sao? Chính xác. Chính xác luôn hả? Gọn gàng. Chính xác. Thích chạy ghê luôn á. Và bây giờ sẽ làm biệt danh thứ ba. Phương siêu xe. Ở nhà chị có mấy chiếc siêu xe vậy chị? Chung xe gì cũng biết chạy, chỉ có xe tăng mới biết chạy thôi. Xe gì lên là giọt, lên là giọt à. Anh Adam siêu nhân à. Nickname anh đặt cho chị Phương là gì đây? Xin mời. Nghệ sĩ đặt tên có khác nha. Nghe tên thấy ẩn dụ cái sợ luôn. Lời chưa nói. Wow. Thì bây giờ nói đi anh. Nói đi anh. Thấy cưng. Ảnh nóng người luôn rồi kìa. Bắn thẳng vào tim luôn. Luôn nè. Vô tim đen luôn cho chết. Nói đi em, ngóng chờ 20 năm nay rồi đó. Đó. Lời đó đó. Tại sao bà lại đặt tên là lời chưa nói à? Thật sự em rất là quý chị.
với cái tính là thật thà. Mình nghĩ sao mình nói vậy? Em biết là những cái điều chị nói nó còn rất là nhiều cái ẩn khuất. Tuy chị nhìn bề ngoài chị vui vẻ như vậy, nhưng mà bên trong chị có rất là nhiều nỗi niềm. Đôi khi chị về nhà chị lại u sầu mình. Có lẽ một điều nữa là cái khoảng thời gian ở đây chưa đủ để em và chị để nói với nhau được nhiều điều hơn. Ý là lời chưa nói là còn rất là nhiều điều mình chưa nói ra được. Nên hy vọng là sẽ có cơ hội được nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Wow. Đúng là một chàng đạo diễn sâu sắc quá. Những lời đầu tiên mà anh ấy chia sẻ có đúng không ạ? Rất nhiều nỗi niềm u sầu về đêm cô đơn một mình. Sau những năm tháng buồn vui lẫn lộn thì ngày hôm nay thì nó cũng vơi đi bớt nhiều. Nhưng mà hả, nó chưa hẳn là vững lắm, cho nên vẫn còn phân vân. Thì Thái nói cũng đúng thôi. Như vậy Thái đã đồng cảm cùng với chị Mỹ Phương. Và bây giờ là một lần nữa chúng ta cầm điện thoại lên, đưa ra lời khuyên dành cho Adam Thái. Anh ấy nên hay không nên trao cơ hội để cho chị Mỹ Phương bước tiếp vào vòng trong. Xin mời, cặp đôi này hợp không ta? Riêng tôi góc độ cá nhân, đừng để hợp. Chị mồ côi nha mấy đứa. Trời ơi, một cô chồng luôn mấy đứa ơi. Cô mẹ cho mồ côi chồng nữa chị chết đi. Bây giờ ngôi sao tình yêu hãy tổng kết lại kết quả và cho chúng tôi biết được tỷ lệ phần trăm cụ thể là 85% ủng hộ chị đồng ý hãy trao cơ hội cho chị ấy. Adam Thái, với số liệu đó không biết là có tác động gì đến quyết định của bạn hay không, nhưng bây giờ hãy cầm điện thoại lên. Tất cả vận mệnh, chuyện tình yêu, tình cảm, con đường tình yêu này sẽ thuộc về bạn. Xin mời. Một người phụ nữ luôn khao khát có được hạnh phúc thì bạn nghĩ xem sẽ cưng thương yêu chồng mình như thế nào? Vật chất cưng không còn quan trọng. Và bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ tiết lộ kết quả mà Adam Thái dành cho chị Mỹ Phương có đồng ý trao cơ hội hay không. Tan vỡ trái tim rồi. Như vậy Adam Thái không đồng ý. Tại sao vậy ạ? Không thể được. Tại sao là Thái là phủ nhận tình yêu của mình chứ? Chui xuống rồi. Thôi. Trời ơi, chị Phương. Đây là một trường hợp lạ chứ. Được không vậy? Phương, đâu rồi? Adam, giúp chị ấy đi. Trời ơi, mẹ chị leo được không vậy? Tại sao lại không đồng ý tình yêu của mình? Giờ nè, bốn mặt một lời nè. Đó. Đây. Là gì núp? Hả? Trời nè, có gan không đồng ý thì có gan giải thích đi. Em đứng về phía chị đó chị Phương. Giờ sao? Tại sao mà hai là phủ vàng như vậy? Quay lại. Mình không cần gì hết, mình chỉ cần một tình yêu chân thật thôi mà. Sao Thái khó khăn quá vậy? Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Giống như cái lời mà hồi nãy mà em đặt tên cho chị á, là lời chưa nói á. Có nghĩa là em cần những cái lời nói nữa. Em và chị chưa có hiểu nhau đâu. Trước đây em có duyên quen những người mà người ta từng đổ vỡ, thậm chí có một hai đời con. Đến với ai em cần nhất là cái sự thương, thương người ta để bao dung cho người ta. Nhưng mà em đều nhận lại là một cái sự tồi tệ lắm. Thật sự em mất niềm tin. Những gì chị nói em chưa dám tin. Nên em cần khoảng thời gian. Không quan trọng chuyện tuổi tác hay là đẹp xấu hay thế nào cả. Đến đây em cũng cần một phép màu. Phép màu có nghĩa là đôi khi nhìn nhau bằng ánh mắt đầu tiên. Em đơn giản lắm, em không muốn phức tạp nữa. Tại em biết quá nhiều cái điều phức tạp rồi. Càng biết về nhau càng quá nhiều, càng hiểu về nhau quá nhiều, nó không còn là tình cảm thật. Giống như chị khi hồi nãy chị nói qua quá nhiều về chị, làm cho em cảm thấy nó không còn là đến với nhau bằng tình cảm thật nữa. Mình cũng tạo dựng ra được một cái spa, với là hả, mình cũng làm chủ được một thương trường, một căn nhà cho con, với là hả, căn biệt thự mình ở thôi. Xe hơi thì kêu lính nó chở đi thôi. Như nếu mà chị không nói gì về chị hết, có thể em sẽ chọn chị. Em nghĩ như vậy nè, mình nên thông cảm cho nhau. Giống như chị đã nghe những lời đầu tiên ảnh chia sẻ ngay từ đầu chương trình là Adam Thái đang muốn xóa bỏ đi lời nguyền. Thật sự đây là một lời nguyền khủng khiếp đối với một người sống chân thành vì tình yêu. Rất nhiều lần bị thất bại và bị ruồng bỏ. Còn Adam Thái cũng phải thông cảm cho chị. Mỗi người là mỗi cá thể khác nhau. Nếu như chúng ta quơ đủ cả nắm, đánh đồng hơn tất cả những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, xinh đẹp, quyền lực và tài năng, thì thật sự là hơi bất công như chị Mỹ Phương. Em hiểu được chị cái lòng tấm lòng của chị lắm. Nhưng mà thôi, xem như là hôm nay mình có duyên gặp nhau, nhưng lại thiếu đi cái nợ chị hen. Thôi thì mình làm bạn,
được không ạ? Nè, bắt tràng cái bạn hũ được không nè? Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ hãy gặp gỡ quý cô may mắn với vòng xoay tiếp theo của Ngôi sao tình yêu. Xin mời. Chỉ còn vị trí số 1, số 2, số 3 và số 4 thôi. Còn lại ai sẽ xuất hiện lộ diện tiếp theo đây? Và đó chính là cô nàng ở vị trí thứ 3. Đúng phá lòng mong ước của mọi người chưa? Rất tò mò. Đã còn leo nữa kìa. Vẫn nhất quyết là không quay mặt lại, vẫn bám dính lên tường với keo 502 của mình. Mắc cỡ. Ủa hồi nãy gan lì lắm mà, đã treo lắm mà sao giờ mắc cỡ? À, người đẹp ạ, à, nãy giờ anh có lỡ nói gì thì em bỏ qua cho anh nha. À, thấy chưa, tôi nói ông ba phải mà đâu có ai tin tôi đâu. Nào, đối với người đẹp thì mình phải biết cách trân trọng và nâng niu, đúng không Lê Kinh Lu? Em cũng đẹp mà. À, Hoàng Ngân nè. Dạ. À, lý do tại sao bạn lại chọn cái tư thế đứng nó đặc biệt như vậy? Tại cái này nó dơ em chùi á. Em chùi á. Trời. Dạ. Trang mát. Đẹp mà còn độc nữa. Tôi thấy cái gì dơ là chùi. À, tự nhiên cái môi anh dơ quá Ngân ơi. Để em lấy lùi vẽ, đợi em xíu. Để em lấy lùi vẽ, đợi em xíu. Trời ơi. Chặt kém này. Tôi biết, tôi biết hôm nay tôi không phải là nhân vật chính. Được rồi Ngân à. Em hay lắm. Chờ xem em có được sự bảo vệ của anh Adam Thái không nhé. Bạn có 5 phút để tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Đó chính là chinh phục anh chàng Adam Thái này. Xin mời Hoàng Ngân. Anh à, môi em dạo này khô quá. Ờ, à, vậy hả? Chắc lâu rồi không có ai hôn. Chắc lâu rồi không có ai hôn. Trời ơi, thẳng thật vậy luôn. Trời ơi. Thẳng thật vậy luôn. Thẳng và thật. Trời ơi, cái thính gì này mà nặng dữ vậy trời. Đi. Sao nặng bằng gì tiền? Em ơi, dạ. Thính nặng chứ chị đâu có nặng em. Em mới có 3 số làm gì nặng. Ở đây không ai thấy chị nặng đúng không mọi người? Ở đây có ai thấy chị mặt nặng không? Nặng ghê thiệt. Không hề. Ba đâm từ bên đây, ba đâm xuyên qua bên kia không? Bây giờ hai mình đi cà phê để hai người nói chuyện riêng đi nha. Tiếp đi cưng. Nếu anh bẻ được cây này thì em sẽ yêu anh suốt đời. Trời, đặt thử thách ngược lại luôn. Bẻ được cái cây này lên liền, bẻ liền. Tại vì anh biết sao không? Tại vì người mà đem lại hạnh phúc cả đời cho em thì phải khỏe mạnh. Anh nuôi em được không? Anh sẽ nuôi em được nếu như em là của anh. Nếu mà của anh rồi thì em có được đi làm không? Em có được gặp bạn bè không? Em có được giao tiếp không? Tất nhiên là được rồi. Mình đâu phải đi ở tù đâu. Đúng rồi đó, anh chàng này rất là phóng khoáng. Là dạ. À Hoàng Ngân nè, tôi vẫn chưa biết rõ cái công việc thật sự của bạn. Nghề nghiệp thôi mà, đúng không? Ừ. Miễn lao động chân chính có tiền là ok. Tại nghề có hai dạng, một là làm chân chính và không chân chính. Dạ. Thì anh đang muốn cái nghề chân chính của em. Em nghề chân chính. Chân chính thì em cứ nói không. Em chưa làm nghề không chân chính bao giờ. Em là MC ca sĩ. À, MC ca sĩ. Là một nghệ sĩ đúng không nào? Dạ. Để suy nghĩ thêm còn gì để nói, 5 phút hơi lâu á. Vì em nói như đó là em biết em chiếm được trái tim của anh rồi. Em biết em chiếm được trái tim của anh rồi. Quá tự tin. Như vậy thì chúng ta hãy đi đến những biệt danh mà mọi người sẽ đặt cho Hoàng Ngân. Xin mời mọi người đặt biệt danh cho Hoàng Ngân. Một cô nàng rất là đặc biệt, từ ngoại hình đến phong cách, cách ăn nói. Và cái tên ấn tượng đầu tiên là Hả Hê Long. Hả Hê Long. Ôi mọi người mà đã phải của tôi. Chiều chuộng ống chi vậy? Ủa đúng mà, đúng không? Mình đồng cảm nhau mà nha. Chú anh Hoàng quá mọi người à. Bé thằng lăng. Dễ thương, một cái nickname rất là đáng yêu. Em mà đổi nick Facebook này là bảo đảm bao hot luôn. Và bây giờ sẽ là biệt danh thứ hai. Ngân Nhĩ Nhãn. À, đúng vậy, cô ấy rất là xinh tươi, hồn nhiên và nhĩ nhãn. Và bây giờ sẽ là biệt danh thứ ba. Ngân Chân Chính. Cô ấy chia sẻ là mình làm nghề chân chính nên mọi người đặt tên là Ngân Chân Chính luôn. Ồ, ai vậy? Không biết, giấu tên đi.
Và bây giờ sẽ là biệt danh mà Adam Thái dành tặng cho Hoàng Ngân. Không dám đọc luôn á. Bạn bạn chuyển từ mà côn trùng nó qua tới động vật đại dương luôn rồi đó. Hệ có xương. Em thấy rồi. Gì cưng? Con chu chu vậy nè. Chu chu bám vô kiến á. Cá lau kiến. Cũng may là cá lau kiến á, tí cá chùi cái gì chết luôn. Thì cá chùi kiến được vậy. Để bỏ cho nó vô đâu nó tha chùi chỗ đó rồi. Tại sao lại đặt biệt danh này cho cô ấy? Cá lau kiến á là công việc nó là nó lau cái kiến cho nó sáng bóng. Thì anh cũng muốn em cũng là cho công việc em nó sáng lên. Em tưởng là muốn em lau nhà cho anh. Những cái tên khá là thú vị dành tặng cho Hoàng Ngân. Rõ ràng là bạn ấy có rất nhiều thiện cảm của mọi người dành cho Ngân. Và bây giờ thì hãy cho tôi biết được cái tỷ lệ phần trăm mọi người ủng hộ Ngân là bao nhiêu nào. Xin mời. Ngôi sao tình yêu đã có được sự bình chọn của tất cả mọi người. Tỷ lệ phần trăm như sau. À. 85% số lượng khán giả ủng hộ bạn và mong muốn Adam Thái hãy trao cơ hội cho cô ấy bước vào vòng trong, đồng nghĩa với việc ba cô gái còn lại mất lượt. Và bây giờ Adam Thái hãy đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Bạn quyết định đồng ý hay không đồng ý trao cơ hội cho cô ấy. Và luôn lưu ý rằng trao cho cô ấy đồng nghĩa ba cơ hội còn lại có thể còn quý báu hơn sẽ bị mất khỏi tầm tay và không được thay đổi kết quả. Hoặc bạn không đồng ý thì hãy tìm hiểu ba cô gái còn lại. Lỡ mà ba cô gái còn lại không hợp với bạn thì sao? Thôi thôi. Và bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ thể hiện kết quả mà Adam Thái dành cho Hoàng Ngân. Kết quả là đồng ý. Ba quý cô còn lại mất cơ hội, thật đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ sự lộ diện lần lượt của cả ba cô nhé, ở vị trí cao nhất. Thảo Vy ơi, thấy tiếc không ạ? Dạ, em chào mọi người ạ. Ồ, xinh quá. Vy ơi, khi mà biết rằng mình không còn cơ hội nữa, thấy như thế nào ạ? Tuy là cũng hơi tiếc nhưng mà em cũng chúc mừng anh Adam Thái với lại bạn chơi là sẽ thành một cặp đôi sống với nhau rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn Vy rất nhiều, chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lộ diện của bạn đứng ở số 2, đó là bạn Thanh Huyền. Chào mọi người ạ, chào anh Nam Thái ạ. Ôi, dịu dàng hết sức chưa? Dịu dàng đoán trắng mà gì, thương hề. Em có chí muốn nói với anh không? Em chỉ chúc anh công việc càng ngày càng thuận lợi và tìm được cho mình một nửa của riêng mình. Như bây giờ anh và em chưa có duyên, lỡ đâu mai này anh và em lại có duyên làm sao? Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, tạm biệt em. Và cô nàng ở vị trí thứ tư, Hoàng Lan. Wow, cô gái miền Đông. Chào cô gái miền Đông, chào cô gái Bình Phước. Hoàng Lan, cô gái sở hữu giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi thật thấy rất ấn tượng. Bạn thấy như thế nào ạ? Em xin chúc anh và bạn chơi sẽ có một chuyện tình sẽ đẹp và làm cho trái tim anh mở cửa và đón nhận bạn. Và lã không phải là của em rồi thì em có giành thì cũng không phải là của em. Và chúc anh thành công. Ôi, đáng yêu quá. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ sẽ là phút giây gặp gỡ thật sự của cặp đôi hai bạn trẻ Adam Thái và Hoàng Ngân. Nè Tuyền Mập, dạ. Với một người phụ nữ có kinh nghiệm như em nhìn xem hai bạn cùng cười nào. Ồ, có số phù thê hay gì á? Đúng rồi. Giống giống nhau nha. Hao hao với nhau á. Ồ, cha, duyên nha, duyên nha. Thiên nhiên tiền định. Lời nguyền là sẽ được phá vỡ ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần thử thách thật sự dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ trao tặng cho các bạn 3 triệu đồng vào quỹ tiền thưởng.
sau 3 câu vượt thử thách, mỗi câu nếu như đáp án đưa ra của hai bạn trùng khớp với nhau thì sẽ được bảo toàn 1 triệu. Nếu như không trùng khớp sẽ bị trừ đi 1 triệu. Và qua mỗi câu thử thách như vậy, với mỗi phương án lựa chọn, chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao tái hiện được những phản ứng và những hành động trực tiếp ngay trên sân khấu một cách cụ thể và chân thực nhất. Ngôi sao tình yêu. Và đề bài đầu tiên, thử thách đầu tiên có nội dung như sau. Khi bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, đang ngồi trên bàn ăn thì bạn gái vừa nhai vừa trả lời với bố mẹ thi. Phản ứng của bạn Adam Thái sẽ là mặc kệ vì chỉ là chuyện nhỏ. Mấy đứa tự nhiên đi. Dạ, dạ, dạ mẹ khỏe. Dạ, dạ. Dạ khỏe không? Dạ thì nó hỏi ngại mẹ khỏe. Ê, mắt tôi lên độ hay gì bời. Sao vậy? Bị ảo hay gì á, đúng không? Còn tôi làm như bị lãng tai á mình ơi. Mình coi coi có dính. Ủa, bạn gái con bị tật ở miệng hả? Đâu, đang nghe đồ ăn chứ đâu có bị tật gì đâu. Dạ, đúng rồi. Thôi, dễ thương ha, ăn ngon miệng ha. Ờ, đồ ăn nấu ngon dạ. Thôi hả? Dạ đúng nè. Hai mấy nó ngon ghê đúng. Nhìn cái mỏ nhà dễ ghét thiệt chứ. Đồ ăn bác gái nấu ngon con? Dạ ngon. Tự nhiên nghe. Ấy da, bà quên nữa. Con biết sửa cái này, vô sửa giùm ba cái máy tính cái. Tự nhiên nó bị virus hay cái gì nó chậm quá vô đây. Quên nữa, ba. Ngồi đút đồ ăn cho nó ăn đi. Thêm đi hết, thêm đi. Đang ngon miệng quá kìa. Ăn nhiều vô nha em. Dạ. Nhiều vô đó. Dạ. Tự nhiên đi con. Dạ. Ba già cả rồi. Sáu mấy năm 70 tuổi mà lần đầu tiên ba thấy một người ăn mà độc đáo như con nhỏ này luôn đó. Ăn kỳ vậy? Trời đất ơi. À mà ba mẹ cũng là lớn tuổi rồi, cũng phải tôn trọng tôn kính chứ. Ăn gì đâu mà ăn vừa nhai vừa nói. Mất lịch sử quá. Ba nói sao chứ con thấy bình thường. Cái nó nhai nhai cái mỏ nó chu chu dễ thương cái lắm ba. Cái gì mà bình thường? Ngày xưa bà nội con cực kỳ khó. Chỉ cần những cái hành động nhỏ vậy thôi là bị loại liền. Được. Cái đó là hồi xưa, còn bây giờ hiện đại rồi. Sao? Hiện đại hiện sao? Nó cũng phải đi làm, rồi nó đi tiếp khách, hay là đi dùng tiền với mọi người. Mà nó vừa nhai gì nói gì, người ta đánh giá làm sao? Người ta đánh giá luôn con đó. Con thấy bình thường, không có gì. Trời đất ơi. Kệ cho tự nhiên đi. Trời đất ơi, bó tay như này. Còn bây giờ sẽ là tình huống thứ hai. Mắng người yêu và dạy ăn đúng cách. Tụi con dùng tự nhiên đi hả? Đồ ăn ba gái nấu ngon không con? Dạ ngon. Em ăn em phải gấp cho ba mẹ trước, em mời dạ. Trước chứ em sẽ... Thôi con tự con nhiên là đi bác. Nãy hai bác con ăn dụng bác. Trong bếp rồi. No rồi. Nói vậy nó còn được chết. Bạn gái con hình như là ăn với nói là chung lần phải không con? Con gái người ta ăn nhẹ nhẹ khép nép vô. Mới về ba mẹ khó, ba mẹ nhìn gì, anh nhìn anh còn bực nữa nói chi ba mẹ. Ăn gì, ăn chóp chép gì. Nhưng mà nhà em cũng ăn bình thường vậy. Rồi đi kêu làm em cũng ăn bình thường vậy mà. Nhà em là nhà em, còn đây nhà anh. Mà cái đó là nó không đúng, nó sai thì mình phải sửa. Chứ không lẽ cứ vậy hoài. Ủa nhưng mà lúc trước em cũng ăn vậy, em bộ bình thường đi ăn với anh em cũng ăn vậy. Chứ đâu phải là mới lần đầu ăn vậy đâu. Sao lúc trước anh không nói, bây giờ mới đầu anh nói. Bình thường với anh thì không. Thì anh còn chăm trước cho em được. Còn đằng này giết ba mẹ. Sao anh không dặn chứ? Thôi tôi mệt, tôi vô nhà bao trước. Che làm màu chi. Và bây giờ sẽ là phương án lựa chọn thứ ba. Đó chính là so sánh với người yêu cũ. Ăn đi con. Ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên đi. Mấy khi mà tiếp khách đâu thấy sao con hả? Ngon quá con à. Mình bác nghĩ là con cứ nhai nuốt cho thoải mái đi rồi trả lời cũng được. Dạ. Ê, ăn nữa đi con. Xuân á là chưa bao giờ mà ăn uống cái kiểu mà như thế này hết trơn. Người ta ăn uống là nhỏ nhẹ đàng hoàng, không có chuyện mà vừa ăn vừa nhai vừa nói như vậy. Mất lịch sự, thiếu tôn trọng người lớn. Đang ngồi với ba mẹ anh phải như thế nào chứ? Thì anh kêu Xuân lại đây ngồi tiếp đi. Còn nói còn cái. Trời ơi, tôi mất hứng, tôi hết ngoan luôn trời. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời đáp án của riêng hai mảnh ghép. Không biết là có trùng khớp ý với nhau hay không giữa Adam Thái và Hoàng Ngân. Xin mời. Chúng ta chỉ có vài giây để trả lời mà thôi. A. Mặc kệ vì đó là chuyện nhỏ. B.
mắng người yêu và dạy ăn đúng cách. C. So sánh với người yêu cũ. Nếu như chọn trùng khớp, các bạn sẽ bảo toàn được 1 triệu đồng. Còn nếu như không trùng khớp thì 1 triệu sẽ bốc hơi. Và bây giờ xin mời đáp án trùng khớp hay không đây. Và kết quả là wow, cả hai cùng chọn B. Chúc mừng các bạn, nụ cười rất là vui của cả hai. Cảm thấy hài lòng khi mà mình trùng khớp với ý của đối phương đúng không ạ? Hoàng Ngân, tại sao bạn đoán rằng là anh Adam Thái anh sẽ làm như vậy? Cái đáp án B thì là tử tế nhất ạ. Em luôn sống theo con người tử tế. Nếu anh Adam Thái không chọn thì em cũng sẽ chọn là em bị mắng, nhưng sẽ là mắng trong cái khoảng giới hạn. Đáng lẽ ra thì không mắng ngay tại bàn ăn, sẽ mắng và nói ở sau. Lúc đấy thì mình chỉ nhắc khéo thôi là đừng. Cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn 1 triệu đồng được bảo toàn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với hai người chơi, chúng ta sẽ đến với bối cảnh tiếp theo với đề bài 18 cộng. Tại sao nó mang tên 18 cộng? Bởi vì hai bạn đang hôn nhau. Thì có khách bấm chuông. Lúc đó phản ứng của hai bạn sẽ như thế nào đây? A. Mặc kệ, cứ hôn. Ai phá hoài vẫn biết nữa. Rảnh quá, phá hoài. Ok. Chừng nào mới hết. Bấm chuông đúng dây. Bấm hoài. Và bây giờ sẽ là cửa ải thứ hai, phương án thứ hai có nội dung như sau. B. Làm ra mời khách về rồi hôn tiếp. Chọc khớp quá. Ai đến giờ này không biết. Kệ nó đi. Thôi anh ra anh nói ta một tiếng đi. Mở cửa đi anh. Đang mân chi đó, rảnh không? Không rảnh. Về đi. Và bây giờ sẽ là phương án thứ 3. C. Xin hôn kẻ tiếp khách. Kiếm ai à? Anh mới tới nhà chơi ạ. Đi coi phim tình cảm không? Dạ. Mà anh vào nhà chơi. Hai người đang mình chi đó? Không, anh đâu có bạn gì, đang ngồi nói chuyện thôi à. Dạ, anh tính ngồi giữa tụi em hả? Ủa? Mới mình chi xong à? Ủa không, còn mặt này mà mẫn gì đâu anh. Và bây giờ chúng ta hãy dự đoán xem cặp đôi này có đưa ra phương án trùng khớp với ý của nhau hay không. Xin mời. A. Kệ, cứ hôn. B. Ra mời khách về rồi hôn tiếp. C. Dừng hôn để tiếp khách. Đâu sẽ là sự lựa chọn của các bạn? Sự kết nối này có trùng sóng với nhau hay không? Và kết quả sẽ là C. Trùng khớp rồi. Trùng khớp với nhau, cả hai đều chọn C. Dừng hôn lại để tiếp khách. Tại sao lại trùng ý tưởng đến như vậy? Tại vì phương án 1 á, cho dù mình có ấy thì khách nó cũng cứ bấm chuông hoài, cũng không có tâm trí nào mình tiếp tục nữa. Phương án thứ 2 thì nó hơi mất lịch sự quá, nên là phương án 3 là phương án nhẹ nhàng và tinh tế nhất. Còn Hoàng Ngân cùng suy nghĩ đó. Dạ đúng rồi, em cùng suy nghĩ đó. Cảm ơn hai bạn và chúc mừng các bạn thêm 1 triệu đồng tiền thưởng nữa đã được bảo toàn. Và bây giờ xin mời đôi trẻ sẽ bước vào thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Đề bài có nội dung như sau. Đang đi chơi, bạn nữ bị cướp khống chế đòi tiền. Bạn nam sẽ A. La làng là khốn được. Cứu tôi dơi, cứu tôi dơi, cứu bạn tôi dơi. Đó, bên ta cướp đó, chạy vòng 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 la làng nha. Hôm nay đẹp quá. Đèn á chứ không sao đâu. Trời tối làm chi. Đèn đâu? Quá người ta. Cướp. Cướp. Im, mày đứng lại không? Em. Đứng lại. Cứ bắn người ta. Cứ rồi sắc quỷ áo đen nó rồ. Và tình huống B là bỏ chạy.
Dạ anh nay đẹp quá em. Lãng mạn quá. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này. Hãy tin anh nhé. Lần nào nó cũng không. Đi đâu? Chạy luôn, chạy luôn. 36 chế, chạy là nhanh chứ. Chạy. Chạy. Mày kiếm chết bây giờ. Rất là cố gắng. Rất là thần thái. Đúng. Và phương án C là lấy hết tiền của cả hai bạn, đưa hết cho cướp. Làm vợ anh nha. Anh sẽ che chở cho em. Sẽ, anh sẽ không để cho ai. Đúng rồi. Nấu tiền ra. Đưa hết tiền ra đây. Mặt đờ luôn. Còn túi gì nữa? Trời tự nguyện luôn. Đây kìa anh nè. Nhà anh Lê anh nè. Có hiếu vậy nè. Ờ. Cái dây địch hiệu đó, dây địch hiệu kìa. Đây nè. Đây nè, cậu đây nữa nè. Rồi ra nè. Đây nịt cũng lấy. Đúng rồi. Cướp nghèo, đây nịt cũng lấy. Tội lỗi lắm. Được con cái người yêu tốt bụng có hiếu nhân cướp dễ sợ con nhiều lột hết nhỏ chưa nói gì luôn. Lột chạy tới chụp cái vỏ người yêu đưa lên. Ngoan ngoãn hết sức. Nhưng đó là đề bài đưa ra mà. Nhưng mà cho hỏi nhỏ Hoàng Ngân cái, lỡ như người yêu một người mà vừa mới một phút trước nói là hãy là, anh sẽ hứa là sẽ chơi cho em làm vợ anh nhé, mà khi mà gặp cướp vậy á, phản ứng vậy á chắc là hụt hẫng lắm ha. Đó. Những giây phút hoảng loạn đã trôi qua, tài sản đã quay trở về với khổ chủ. Và bây giờ hãy đưa ra quyết định cuối cùng, đáp án có trùng khớp hay không. Và câu trả lời của các hai bạn sẽ được trả lời bằng tin nhắn gửi cho ngôi sao tình yêu. A. La làng. B. Bỏ chạy. C. Lấy hết tiền đưa cho hai tên cướp. Không biết có trùng khớp hay không. Còn một triệu cuối cùng, các bạn phải bảo toàn luôn để cho trọn vẹn số tiền đó là 3 triệu đồng. Và phương án lựa chọn của hai bạn là C. Hey. Cả hai cùng trả lời rằng C, lấy hết tiền của cả hai đưa cho cướp. Mặc dù động tác là hơi chủ động ngoan ngoãn, nhưng đó là phương án an toàn đúng không nè? Đó có phải là suy nghĩ của hai bạn không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì tính em nói có gì của em đưa luôn đi cho lẹ, chứ để bảo toàn tính mạng em. Rồi lỡ như ăn cướp nói là đưa em luôn cho ăn cướp thì mới bảo toàn được thì em sao? Lúc đó em mới giữ. Rồi chúc mừng hai bạn, như vậy là với câu hỏi cuối cùng thử thách này, hai bạn đã đưa ra đáp án trùng khớp, 3 triệu đồng tiền thưởng đã được bảo toàn. Yeah, chúc mừng. Nhưng quyền sở hữu vẫn chưa xác định được sở hữu được hay không, tùy thuộc vào quyết định có hẹn hò của hai bạn. Và bây giờ thì hãy tham khảo ý kiến của tất cả mọi người. Khán giả tại phim trường sẽ nhấc điện thoại lên và đưa ra lời tư vấn, hai bạn có nên hẹn hò với nhau hay không. Xin mời lời tư vấn của khán giả. Nên hay không nên, tỷ lệ phần trăm sẽ là bao nhiêu? Và tỷ lệ phần trăm mà mọi người bình chọn là wow, rất chênh lệch, 80% đồng ý các bạn hãy hẹn hò với nhau đi. Chỉ có 20% là không đồng ý thôi à. Bây giờ là phần quan trọng nhất dành cho hai bạn. Các bạn có đồng ý hẹn hò với nhau hay không đây? Có hay không? Có hay không? Nếu như cả hai cùng đồng ý hẹn hò, đồng nghĩa với việc quyền sở hữu 3 triệu đồng đã bị đánh mất. 3 triệu sẽ quay trở lại với ban tổ chức. Còn nếu như một trong hai bạn đồng ý hẹn hò mà người kia không đồng ý, thì số tiền thưởng 3 triệu đồng sẽ hoàn toàn thuộc về người đã nói lời đồng ý thay cho một món quà an ủi. Người không đồng ý, tay trắng ra về. Và một trường hợp thứ ba, đó chính là cả hai bạn đều nói không đồng ý. Đồng ý với việc 3 triệu đồng tiền thưởng sẽ được chia đôi rất đồng đều, mỗi người một nửa, đường ai để bước ra về. Và không còn một mối duyên tình yêu nào cả, lời nguyền vẫn còn đó. Môi em dạo này khô quá. Chắc lâu rồi không có ai hôn. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này, hãy tin anh nhé. Rất căng thẳng và hồi hộp. Và kết quả cuối cùng là thành đôi rồi. Cả hai đều đồng ý hẹn hò với nhau.
giây phút này sao vậy ta, hạnh phúc quá nên bỡ ngỡ hay sao ạ? Không, em tính là anh chọn không thì em được 3 chữ. Vậy hả? Dạ. Duyên nè, duyên à. Dữ dạ. lắm luôn. Không, mấy giờ anh cho em 3 triệu bù đi. Duyên nữa. Ôi. Adam ơi, cảm xúc như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà mình có được cái quyền mà để mình lựa chọn người khác. Có được cái may mắn đó thì cứ thử tận dụng một lần em xem sao. Thà có một chút hy vọng còn hơn là không có hy vọng nào. Đúng vậy. Và hy vọng là lời nguyền sẽ được phá bỏ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Hoàng Ngân và Adam Thái. Và cũng không quên tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho 4 quý cô rất đáng yêu ngày hôm nay cùng với Ngôi Sao Tình Yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Ngôi Sao Tình Yêu của chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tới thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ bộ đôi người mù Benicer Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Muốn rời xa Gia Lâm Bình của Sâm Phạc Ma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em rất nhiều. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Thật ra thì lần đầu tiên em thấy anh ấy rất là đẹp trai, hát hay nữa. Em thích anh ạ. Em cũng đã trải qua 3 mối tình và dường như hình như ai cũng có cả hai tay giấu mình vậy đó. Em nhìn anh ấy thì em có nghĩ là anh là một người bắt cả hai tay như những người trước đấy không? Ba mươi chưa phải là Tết, chừng nào mà anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội. Trời ơi! Anh gì đó ơi, thật ra em rất là cô đơn. Anh ơi, em muốn đi cùng anh đi hết cuộc đời này. Anh có đồng ý không ạ? Thì tánh em là thà không quen, nhưng mà khi quen em rất là chung thủy. Khi mà em quen em thương lắm, xong rồi anh ấy cắm cho em mấy cây sừng lên đầu. Và từ đó tới giờ em không tin vào con trai nữa. Đẹp quá! Trời ơi! Dẻo quá! Wow. Cái tay đẹp rồi! Chuẩn luôn! Thôi ạ, mặc mặc mặc! Thế cũng hả? Chỉ